Rồi, xin chào quý vị, các bạn, chào bà con. Hiện tại tôi đang ở Garden by the Bay, khu vườn bên Vịnh, hay là khu vườn năng lượng. Đây là một số khách nước ngoài đang đi ra khu bắt taxi. Đây là bác tài xế của tôi. Thế thì đây, khu taxi như này. Đây là cái video mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đi taxi ở Singapore. Không giống như ở Việt Nam chúng ta, cứ ra bên ngoài này, vẫy xe taxi là đi được. Thế thì đây, bắt taxi chúng ta phải đến đúng biển có chữ taxi này. Nếu mà mọi người bắt taxi ở chỗ như này là taxi sẽ không đứng lại để đón chúng ta. Mà đây là khu vực để đi taxi. Đấy, mình thấy không? Đi taxi. Chúng ta tiến lại gần hơn đây. Thế thì để đi taxi ở Singapore, người ta chỉ có những khu vực cố định giống như trạm xe buýt ở Việt Nam thì mới xe taxi mới dừng được phép dừng lại để đón người. Còn nếu không thì người ta sẽ không được đón. Đây, ví dụ đây. Đây là điểm đón taxi. Điểm đón taxi. Đây. Ở đây có các loại taxi và biển số. Ta ghi rõ ở đây. Có số điện thoại luôn. Đó. Đó, các thông tin đây. Thế thì đến đây thì mọi người đều phải xếp hàng. Đây, xếp hàng vào đây. Đây là cái hàng xếp hàng đây. Đó, xếp hàng vào đây. Xếp hàng lần lượt. Ai đến trước thì xếp hàng lên trước, ai đến sau thì xếp hàng để lên taxi sau. Những taxi khác nhau thì cứ tuần tự lần lượt cũng xếp hàng ở dưới này lên đây. Đó, xếp hàng ở đây. Thế thì khách đến cũng lên xe, từng xe một. Đấy, các taxi sau thì lại tiến lên để xếp hàng ở đây. Đó, người ta có các chỗ đỗ của taxi để được xếp hàng. Taxi 4, taxi 5, xe nào đến trước sẽ xếp hàng trước. Đấy các bạn. Đó. Thế thì ở Singapore này bắt được taxi cũng rất là khó khăn. Có thể đến đúng điểm xếp hàng rồi mới lên xe tuần tự như vậy, chứ không phải là cứ bắt ở ngoài đường là vẫy được. Cho nên là nhiều khi ở ngoài đường vẫy taxi cũng rất là khó. Đó. Thế thì cảm ơn các bạn đã đón xem. Như vậy là tôi vừa chia sẻ cách đi taxi ở Singapore. Thêm một yếu tố nữa là ở bên này có hai loại taxi. Có cái taxi màu xanh kia, taxi màu ghi, hay là taxi màu vàng thì là taxi bình dân. Còn có một loại taxi nữa, đó là taxi màu trắng hoặc màu đen, là taxi nó là chiếc Mercedes đi đón mình, là taxi VIP và có giá cao hơn gấp ít nhất là 2 lần. Thế nên nếu mà chúng ta tới đây thì cũng có thể trải nghiệm thử cả hai loại taxi này, xem sự khác biệt của nó là gì. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem.